Creon 115. Cái này không làm tiểu phẩm với vợ nữa hả? Tại bây giờ Hiếu về trễ rồi, xong rồi vợ thì đi làm 7 giờ mới về, xong rồi lúc có 7 giờ là tắm rửa con ăn uống cho con ngủ rồi. Nên ngày nghỉ mới quay được thôi, bỏ không chịu quay nó không biết làm sao. Không biết làm sao trời, không biết làm sao, nếu lẽ đạo diễn Hiếu khó mà. Kêu ai quay một thời gian rồi xong họ quay cái đã rồi xong rồi có video nổi tiếng lên rồi xong họ không quay nữa. Không biết tại sao nữa ta. Mặc dù không trả tiền nhưng mà không trả tiền nhưng mà tại sao không chịu quay nữa. Kịch bản Hiếu Hiếu làm quá trời. Thì Hiếu nói những gì ok để vợ nói lại. Ok, hey, tôi sẽ làm nhẹ, bà sẽ nói cái này nè. Rồi xong rồi cái này mà không chịu quay bùm 3-4 phút là xong rồi. Chắc phải đi làm kiếm tiền rồi đưa tiền cho bà rồi bà mới chịu quay chứ. Mà hy vọng bữa nay bà nghỉ. Bữa nay bà nghỉ hy vọng đang nghỉ bà rồi xong rồi mời kêu quay. Quay hài.